mọi người, lại là mình, An Nhiên Fast Food đây. Hôm nay cùng Vi test bơ hai siêu phẩm mà bơ ngon nhất hiện nay và chính ổn. Tại sao Vi nói là đây là hai siêu phẩm ha, thì mọi người cùng Vi phân tích từng cái chất bơ nha. Đầu tiên là sẽ là bơ nào đây, cả nhà thích loại nào nè? Cả hai loại này thì bên Vi đều là size VIP hết, tầm bây giờ thì là tầm 5 đến gần 1 kg một trái luôn nha cả nhà. Đó, đây là một trái bơ là của tạo hóa nè, cả nhà thấy nhìn nó xấu xí không? Nhưng mà cả nhà hãy nhìn Vi test chất ha. Đây là bơ ông Hoàng Long Khánh ha, là dành cho chân tín đồ nào, các chế nào mà mình thích ăn bơ sáp dẻo thì nhất định hãy một lần thưởng thức cái bơ ông Hoàng Long Khánh này giúp Vi. Thì đầu tiên Vi sẽ hướng dẫn mọi người cách canh chín cái bơ này nha. Ở đây Vi sẽ có một cái trái bơ sống đi. Đây Vi sẽ lấy một trái bơ ông Hoàng còn sống cho mọi người xem. Thì bơ còn sống nó sẽ là màu xanh ha, màu xanh lá, da xanh. Nếu mà những trái nào mà nó già trên cây thì nó sẽ có màu tím ở trên cái da nữa. Tuy nhiên là nó sẽ rất là cứng, là nó còn sống mới cắt về ha. Đây, đó. Còn một trái bơ chín là một trái bơ như thế nào, nó sẽ chuyển. Cả nhà bơ bên Vi, cả nhà không cần ủ gì hết, mọi người cứ để thoáng tự nhiên giúp Vi là bơ nó sẽ tự chín nha. Đây, đây là một trái bơ chín. Thì bơ chín nó sẽ chuyển cái da màu tím. Có những trái là nó không tím hẳn đâu, nó còn xanh nhưng mà nó đã chín rồi. Thì mọi người kiểm tra độ chín của trái bơ mà để mà nó ăn ngon thì mọi người làm theo hướng dẫn của Vi nha. Dùng ngón tay của mình, mọi người ấn vào giùm Vi, ấn vô trái bơ, ấn cái ngón tay mình vô trái bơ, cứ ấn thoải mái giùm Vi. Mà mọi người thấy nè, đó, nó in cái lỗ như vậy, đó, có độ đàn hồi như vậy là nó đã chín cái khúc đầu. Và mọi người ấn vào cái khúc đuôi mà cái tay mình vừa ấn được cái ngón tay vô như vậy nè cả nhà, là ăn được. Rồi bây giờ Vi sẽ cắt cái trái bơ xấu xí này ra để test chất cho mọi người xem cái chất bơ bên shop Vi nha. À, bơ này là bơ ông Hoàng Long Khánh dành cho tín đồ thích bơ sáp dẻo dùm Vi nha. Đây cả nhà, nhìn nó xấu xí mà cả nhà nhìn cân chưa, ngon xuất sắc chưa cả nhà. Dày cơm nha, dày cơm sáp béo, chế nào thích ăn dẻo thì mình ăn cái bơ này dùm Vi. Cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon luôn. Đây Vi cắt ra cho mọi người xem. Xuất sắc chưa cả nhà. Và Vi bẻ để mọi người xem được cái độ sáp. Cái độ sáp thì mình sẽ bẻ mình mới thấy được cái độ sáp ngon của cái trái bơ ha. Đây là loại bơ sáp dẻo nha cả nhà nha. Sáp dẻo. Và bơ này cực kỳ ngon cả nhà ơi. Chế nào mà chưa thưởng thức thì hãy một lần thưởng thức bơ bên Vi nha. Hai loại này là hai loại best seller nhà Vi luôn cả nhà. Bơ rẻ thì cũng có luôn. Đây, dâu dâu lấy giùm mẹ một trái bơ. Bơ rẻ thì hả, bây giờ đầy ra đó cả nhà. Bơ 25.000 một ký cũng Vi cũng có luôn. Bơ này là bơ ông Hoàng Long Khánh. Bơ thương hiệu, nó có cái mắt của thương hiệu nhưng mà nó ngon lắm cả nhà. Chất béo ngọt thơm ngon. Cái này mà mọi người làm sushi trộn salad là cực kỳ ngon luôn. Đây mọi người, nhìn giùm Vi ha. Vi sẽ cắt một cái lát cho mọi người thấy là nó dính cái dao, là mình cuộn sushi, mình cắt cái mỏng này mình cuộn sushi sẽ rất là ngon luôn. Đây mọi người thấy không, nó dính cái lớp dao, nó dính cái lớp dao luôn nhìn Vi nè. Đó là mọi người cuộn sushi sẽ rất là dễ lắm luôn cả nhà. Đó, mọi người cắt làm sushi rất là tuyệt vời, hoặc là mọi người cắt làm salad. Cắt làm salad. Đây, làm salad thì chúng ta sẽ cắt như thế nào? Là mọi người sẽ cắt giùm Vi là cắt hạt lựu. Cắt hạt lựu như thế này để mà mình làm salad. Đây, để Vi ấy cho mọi người coi. Mình sẽ làm salad thì chúng ta sẽ dùng cắt hạt lựu nha. Đợi Vi xíu, Vi cho mọi người xem. Cái salad thì mình sẽ cắt hạt lựu như thế này. Còn sushi, đây salad thì mọi người cắt hạt lựu như vậy để mà mình trộn salad cực kỳ béo ngon luôn. Đây là cái loại bơ mà rất là tuyệt vời để mà mọi người ăn cắt miếng không, hoặc là làm salad, hoặc là mọi người cuộn sushi thì cái bơ này nó là hàng đầu luôn.
tại vì nó có cái độ dẻo ha cả nhà ha, độ sáp dẻo đó. Khi mà mình cắt cái lớp nó sẽ rất là dễ luôn cả nhà. Chế nào mà làm salad thì mình cắt như vậy nha. Bữa nào Vi sẽ làm clip để làm sushi bơ cho mọi người xem ha. Cực kỳ ngon luôn. Chế nào mà thích bơ ngon là nhất định phải theo dõi bay An Nhiên ha. Và mọi người đừng quên nhấn nút like kênh nha. Like kênh, theo dõi kênh để ủng hộ cho An Nhiên Fast Food nha cả nhà. Cực kỳ xuất sắc. Trời ơi cái bơ này ha. Đó, sát dẻo cực kỳ luôn. Chế nào thích cái tính đồ của bơ dẻo thì mọi người đừng bao giờ mà bỏ qua cái bơ này giùm Vi. Rồi tiếp đến nha, Vi sẽ là tiếp đến cho cả nhà. Đó là bơ Cuba. Nếu cả nhà nào mà mình sợ chờ bơ mà chín lâu, chờ đợi mệt quá thì mọi người phải lấy bơ Cuba. Tại sao? Tại vì cực kỳ dễ chín và nó chín hàng loạt luôn cả nhà. Nó chín là mọi người không phải chờ đợi luôn. Còn ai mà phải để lâu lâu á thì mọi người phải lấy cái bơ này, hoặc là thích ăn dẻo. Còn mọi người mà thích dày cơm béo có vị ngọt thơm bơ mà cắt cái trái bơ ra là thấy tới công chuyện, là cái vườn Cuba chuẩn bên shop Vi. Trời ơi nó ngon lắm. Đây là dòng Cuba F1 nha cả nhà nha. Bơ dày cơm ngon, màu bơ đẹp, béo ngọt thơm bơ, một trái cả nhà ăn cũng được. Nó cực kỳ lợi cơm, cực kỳ lợi cơm luôn cả nhà. Đây, tôi sẽ chẻ cái trái bơ này ra để cho mọi người yêu thích cái loại bơ này là hãy một lần thưởng thức cái bơ bên Vi. Cái bơ này nó có một cái đặc điểm là trái càng to cái hạt nó càng nhỏ và nó tới công chuyện luôn cả nhà ơi. Đây, cái bơ này thì là cũng là chín tím, vỏ xanh, vỏ khi sống là xanh. Khi mà vừa tím hết trái là mọi người có thể ăn được. Mọi người hãy xem Vi hồ biến này nha. 1, 2, 3. Quá xuất sắc chưa mọi người ơi. Một trái bơ là tới công chuyện chưa cả nhà. Trời ơi nó dày cơm, cơm không là cơm luôn. Cơm không là cơm. Bơ bên Vi là chất lượng, Vi bao chất lượng cho cả nhà. Bơ này thì nó sẽ không sáp dẻo bằng cái bơ ông Hoàng Long Khánh. Tuy nhiên là nếu mọi người ăn ở cái thời điểm vừa chín tới như vậy nó vẫn có độ sáp. Tuy nhiên là nếu mà ai mà thích ăn mềm béo hơn thì mọi người chín hơn một xíu cho nó sẽ mất đi cái độ sáp, nó sẽ mềm hơn, nó mềm mại hơn. Bởi vậy Vi hay nói là bơ này là siêu phẩm ăn dặm cho bé luôn. Đó, siêu phẩm ăn dặm cho bé luôn cả nhà. Tại vì cái này nó mềm, mọi người cạo cái lớp bơ đó cho bé ăn dặm nó mềm, nó ngon. Đó, nó béo. Đó, đây, trời ơi nó dày cơm, lợi cơm. Mọi người nhìn Vi cắt một miếng bơ nè, Vi chẻ đôi nó kìa. Đó, thịt không là thịt luôn, cực kỳ lợi cơm. Một trái bơ mà cả nhà ăn luôn cả nhà. Đó, xuất sắc chưa? Bao nhiêu điểm cho các em bơ Cuba VIP bên shop Vi? Này là được canh tác sạch cực kỳ ngon luôn nha cả nhà nha. Tất cả quá trình mà cắt bơ ha, chăm chút bơ là Vi có quay cho mọi người ở trên kênh YouTube An Nhiên Fast Food luôn nha cả nhà. Ngon xuất sắc chưa mọi người, tuyệt vời lắm luôn. Cả nhà thấy bơ ngon không? Bơ bên shop Vi tuyệt vời lắm luôn cả nhà. Bao nhiêu điểm cho cái sự xuất sắc này mọi người ơi. Quá trời là xuất sắc luôn. Chế nào mà mê bơ thì nhất định là phải nhấn nút đăng ký kênh An Nhiên Fast Food liền nha cả nhà nha. Để mà cùng Vi khám phá nhiều cái loại bơ ngon hơn nữa. Trời ơi nó tuyệt vời lắm mọi người. Nó cực kỳ xuất sắc luôn. Cắn một miếng bơ là tới công chuyện luôn cả nhà. Bơ bên Vi đẹp mà ngon lắm, vừa chín tới nè cả nhà. Xuất sắc chưa? Ngon lắm luôn. Ăn như vậy là đủ xuất sắc rồi cả nhà. Ăn như vậy là đủ ngon rồi. Mềm lắm cả nhà ơi. Nếu cả nhà yêu thích bơ thì nhất định phải một lần thử thưởng thức bơ bên An Nhiên nha. Quá trời là ngon, quá trời là xuất sắc luôn.
Cả nhà đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em Nhiên Facebook nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ thích bơ Cuba thì nhắn ngay.